Bác sĩ ơi, trên mạng có quá nhiều chế độ ăn uống khác nhau. Vậy cuối cùng em nên ăn uống như thế nào để có một sức khỏe tốt? Mến chào quý vị tới với chuỗi video Sống khỏe của bác sĩ Vượng. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích 6 nguyên tắc chính của một chế độ ăn uống khoa học. Thứ nhất, ăn đúng giờ. Có quen ăn uống tạo nên nhịp sinh học giúp cơ thể hoạt động hiệu quả. Ăn uống không theo thời gian cố định làm rối loạn nhịp sinh học, giảm khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng tăng nguy cơ bệnh dạ dày, béo phì và đái tháo đường. Thứ hai, không bỏ bữa. Một số người có thói quen bỏ bữa sáng để giảm cân, việc bỏ bữa sáng không giúp giảm cân, thậm chí còn gây thừa cân vì quý vị dễ đói và sẽ ăn nhiều hơn vào buổi trưa, buổi tối để bù đắp lại cho phần năng lượng thiếu hụt. Nhưng những hoạt động vào buổi trưa, buổi tối thì không nhiều, nên lượng mỡ tích tụ lại ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng tăng cân. Thứ ba, ăn vừa đủ. Ăn vừa đủ giúp duy trì cân nặng và sức khỏe. Khẩu phần ăn khoa học gồm 4 phần với 1 phần 2 rau quả, 1 phần 4 tinh bột và 1 phần 4 đạm. Mỗi ngày nên uống 1 ly sữa, khoảng 2 lít nước và vận động 30 phút. Lượng đồ ăn cụ thể tùy thuộc vào mức độ vận động và cân nặng của từng người. Quý vị có thể tham khảo tháp dinh dưỡng của Viện Dinh Dưỡng, link nằm trong phần mô tả của video này để nắm được khẩu phần ăn chi tiết hơn. Thứ tư, ăn uống đa dạng. Mỗi loại thực phẩm chứa một lượng dinh dưỡng khác nhau, từ đó mang tới những giá trị khác nhau. Quá nhiều hay quá ít một chất nào đào không tốt. Do đó, quý vị nên ăn đa dạng thực phẩm với lượng vừa đủ để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Thứ năm, tránh một số loại thực phẩm bất lợi. Quý vị nên hạn chế các món chiên, nướng, hun khói, muối chua, thức ăn bị mốc và thức ăn đẻ quá 24 giờ. Các loại thực phẩm này được nghiên cứu là có khả năng làm tăng nguy cơ một số loại ung thư. Thay vào đó, quý vị nên tăng cường món luộc, món hấp, rau quả và trái cây tươi. Thứ sáu, cẩn trọng với các chế độ ăn kiêng. Ăn kiêng quá mức và sai cách có thể gây mệt mỏi, kiệt sức và bệnh dạ dày. Trước khi ăn kiêng, quý vị cần tham khảo ý kiến các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng tại các cơ sở y tế uy tín để xây dựng chế độ ăn kiêng phù hợp, giảm cân hiệu quả và an toàn hơn. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho các video của bác sĩ. Nếu quý vị thấy video này hữu ích, nhờ quý vị bấm thích video và chia sẻ thêm cho bạn bè, người thân để kênh của chúng ta có nhiều người biết đến hơn nữa. Xin chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.